hai xin chào anh em mình đang có mặt tại triển lãm X submit của Fujifilm tại Bangkok trên tay của mình đây hiện tại đang là combo mới nhất của nhà Fujifilm nó bao gồm chiếc X-S20 cũng như là chiếc lens XF 8mm khẩu độ mở lớn nhất của nó là f 3.5 WR cái combo này rất là match với nhau nhìn nó rất là đẹp tổng thể hài hòa cầm trên tay của mình thì rất là nhỏ gọn và thậm chí là còn nhẹ nữa có những điểm mà anh em cần lưu ý về cái chiếc X-S20 đầu tiên thì mình sẽ nói về chiếc máy trước ha nó vẫn là một cái chiếc máy nhỏ gọn và nhẹ anh em có thể tưởng tưởng nó giống như là một chiếc XH2 hoặc là XT5 thu nhỏ như vậy phần bán cầm gù lên thuận tiện cho những em quay chụp nhiều hơn những cái dòng X-Pro hay là XE và cộng lượng mà Fujifilm công bố cho chiếc XS20 này là 491 gram bên trong chiếc XS20 này cái tim của nó là một cảm biến x trans 26.1 megapixel CMOS ha, vẫn là thế hệ thứ tư. Mình không hiểu lý do vì sao mà Fujifilm không nâng cấp lên thế hệ X-Train thứ năm, nhưng mà nó cũng không quá quan trọng vì mình cảm thấy là sử dụng X-T4 thì thế hệ thứ tư nó cũng là quá giờ là dư thừa rồi. Nhưng mà cái bộ xử lý hình ảnh của nó thì là x processor thế hệ thứ năm. Đây là một điểm rất là đáng kể bởi vì giờ đây X-S20 nó sẽ ngang hàng với X-T5, x 2 và x 2 s là những cái chiếc máy đầu bạn của Fujifilm ở trong dòng Drop ha. Ngoài ra thì chiếc máy này cũng được Fujifilm trang bị ổn định hình ảnh 50 IPS cho anh em ở bên trong thân máy và với 7 stop. Không đứng ngoài xu thế về AI thì Fujifilm cũng tích hợp cái trí thông minh nhân tạo vào trong chiếc máy này luôn. Từ động vật, ô tô, chim, xe máy, xe đạp, máy bay, xe lửa, côn trùng và thậm chí bây giờ đây là cả những chiếc drone hay là chúng ta hay gọi là flycam đó và thông qua cái AI này thì anh em có thể sử dụng nó ở cả chế độ AFC luôn tức là continuous và Fujifilm trong cái buổi ra mắt sản phẩm của mình họ demo thẳng với cái chiếc máy đầu bản của họ là chiếc XT5 luôn và cái khả năng thể hiện của chiếc XS20 này nó cho khả năng nhận diện chủ thể chụp một cái anh vận động viên đang đóng sưng rất là nhanh và nó lấy nét vào mắt của anh ấy rất là nhanh luôn mình không hiểu lý do vì sao mà Fujifilm họ không demo cái tính năng quay video mặc dù mình rất là ấn tượng với khả năng quay của con máy này họ chỉ demo khả năng chụp thôi nó có thể quay được 6.2k 30fps 10 bit màu hoặc là 4k 60fps hoặc là ở chế độ Full HD 240fps là những cái điểm nhấn quan trọng về quay phim năm nay của Fujifilm X-S20 Bên cạnh đó vẫn có tổng 3.5mm để kết hợp với các phụ kiện bên ngoài hoặc là khi anh em kết hợp với lại Automos thông qua HDMI thì anh em có thể quay Apple ProRes 12 bit màu ở độ phân giải 6.2K 30fps luôn nha anh em hoặc là với Blackmagic Design Video Assist 12G thì anh em cũng có thể quay Blackmagic RAW cũng chế độ 6.2K 30fps luôn xs 20 của Fujifilm có 19 chế độ giả lập màu khác nhau. Họ không nói vấn đề này quá nhiều ở trong buổi ra mắt sản phẩm của mình chỉ demo lướt qua thôi. Bên cạnh đó phía mặt sau vẫn tương tự những cái sản phẩm nhỏ gọn khác, có một cái EVF, có cái vòng bên ngoài dạng hình tròn, có độ phóng đại là 0.62x cũng như là cái màn hình LCD có thể hiển thị được 1 triệu triệu điểm ảnh. Anh em cũng có thể xoay lật lại để làm vlog ha. Và nhắc tới vlog thì có khá là nhiều thứ mà Fujifilm nhấn mạnh ở trong cái buổi ra mắt sản phẩm này đầu tiên là tính năng F Lock 2 để anh em có thể quay được ở cái giải Dynamic Range nó rộng hơn 13 stop mang lại nhiều màu sắc để anh em có thể hậu kỳ hoặc là gắn một cái tay cầm cái tay cầm này Fuji đặt tên nó là TG BT1 nó giống như là một tripod và anh em có thể sử dụng nó cầm nó trên tay hoặc là để tự quay vlog một mình và anh em có thể nhìn thấy là mình đang quay một cô gái đang demo tính năng thông qua cái sợi USB giờ đây anh em có thể stream, anh em có thể biến cái XS20 này giống như là một cái webcam vậy khi mà kết nối với máy tính. Nó có thể giúp anh em họp hành hay là học tập trực tuyến một cách rất là dễ dàng. Với khả năng quay của XS20 này sẽ đánh bật ra một cái webcam rồi quay lại với chiếc len thì mình khá là thích chiếc len này của phim Mình cực kỳ thích những chiếc len có phần đầu rộng hơn là cái phần đuôi ha Và đây là một chiếc len như vậy Kích thước là nhỏ gọn thôi Chỉ dài 5,2.8mm và nặng 215g Mình nghĩ là một trọng lượng cũng như là kích thước vừa đủ để nên em có thể sử dụng hàng ngày Và cái chiếc len này có độ mở rộng lên tới 112 độ cũng như độ mở rộng phía đường chéo anh em là 121 độ tương đương với lại 12 mm nếu mà chúng ta quy đổi ra hệ full frame ha. Và cái chiếc ống kính này sẽ bao gồm 12 thấu kính khác nhau, nó chia thành 9 nhóm cũng như bên trong đó sẽ tích hợp ba cái thấu kính phi cầu cũng như là hai cái ID. Nhà sản xuất Nhật Bản này họ nói rằng á, là nó sẽ giảm cái độ méo tối đa có thể mà vẫn giữ được lại cái chi tiết là tuyệt vời. Anh em có thể thấy là trong cái video demo của hãng thì họ giới thiệu rất là nhiều cái hình dục góc rộng nhưng mà đồng thời không bị méo góc quá là nhiều Ngoài ra thì Fujifilm cũng sử dụng một cái viên pin mới nó có tên là NPW235 mà theo như hãng công bố thì nó có thể chụp được 750 bức hình. Bên cạnh đó thì anh em có thể thấy là có một cái vòng xoay để mở cái flash lên và Fujifilm họ demo khá là nhiều cái hình chụp chung với flash này. Theo đó thì hình chụp với flash thì mình thấy nó đánh đều và đẹp hơn cho mức độ lan tỏa nó lớn hơn chứ nó không có quá chói giống như là flash cóc hay là những flash tích hợp trước đây của những cái chiếc máy ảnh chiếc Fujifilm xs 20 này sẽ được bán ra với mức giá là 1.300 đô chỉ riêng body không thôi hoặc là 1.400 đô với cái lens kit XC 15-45 hoặc là 1.700 đô với cái lens XF 18-55mm cũng như là chiếc XF 8mm f3.5 này thì sẽ có giá bán lẻ là 800 đô đó là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em trong cái bài trên tay nhanh chiếc XF 20 cũng như là cái lens 8mm mới của vifilm tại thái lan anh em có suy nghĩ như thế nào hay là muốn bình luận gì thì mời anh em để lại comment ở dưới video mình sẽ cố gắng đọc hết còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em về những video lần sau